Nếu em nói em cố tình tới đây tìm anh, anh có ngại không? Không ngại đâu, anh còn rất vừa lòng nữa. Thật ra anh cũng không muốn đối xử với em như vậy, với tại Amy ép anh dữ quá, anh không thể không làm vậy. Anh xin lỗi. Em cũng là phụ nữ, em có thể hiểu được. Đổi lại là em, em cũng sẽ lo lắng cho Amy thôi. Em có thể mất hết tất cả, nhưng em không thể mất anh được. Thật ra anh có mướn một căn phòng dài hạn trên lầu, chúng ta lên đó trò chuyện đi. Anh không sợ Amy biết sao chứ? Sau này chúng ta cẩn thận là được rồi, đừng để cô ta biết. Nào, chúng ta lên lầu rồi nói. Đi. Em thì không để bụng, nhưng anh thử hỏi cô ấy trước đi. Amy, sao em lại ở đây? Anh đương nhiên là không muốn tôi tới đây. Vậy thì tôi sẽ không nhìn thấy anh cám dỗ cô ta. Em nghe nói đã, không phải lỗi của anh, là người đàn bà này bám lấy anh thôi. Anh nói cái gì chứ? Hôm nay tôi nhìn rõ con người của anh rồi. Cô đừng nói nữa, rõ ràng là cô muốn chơi tôi mà. Nè, anh là đàn ông, xin hãy tự trọng chút đi. À, thì ra cuộc điện thoại giấu tên lúc nãy là anh gọi tới. Đúng, là tôi gọi cô. Nếu không có tôi, sao cô thấy được bộ mặt thật của vị hôn phu cô? Tôi cảnh cáo anh, cho dù Vincent làm chuyện gì cũng không liên quan tới anh. Nếu như anh còn dám quấy nhiễu chúng tôi sẽ kiện anh cho tới khi nào không làm được bác sĩ thì thôi. Cô muốn kiện thì kiện tôi đi. Nè, sao cô lại tạt đồ vào anh ấy? Nè, anh không sao chứ? Có sao không vậy? Nè, đi vậy, em khăn giấy qua đây nhanh lên đi. Trời ơi, anh ướt hết rồi. Cảm ơn anh. Nếu không có anh, sao em có thể quên được hắn chứ? Em phải cảm ơn bản thân mình mới đúng. Nếu như em không đi bước đầu tiên, đâu có ai có thể giúp được em, đúng không? Vậy phải cảm ơn hai người rồi. Cũng được. Cuối cùng em đã hiểu. Thật ra em cũng thích anh ta lắm. Em khẳng định chứ? Khẳng định. Bây giờ em không những không đau lòng, mà còn thấy trong người rất nhẹ nhàng đó. Vậy thì tốt. Lần này anh đã giúp em, em lại nợ anh thêm một ân tình nữa rồi. Là em nói đó nha. Đi thôi. Đi đâu? Về Trường Châu, vẫn còn rất nhiều chuyến tàu. Đi. Xin lỗi, em không biết phải đối mặt với má ra sao. Tạm thời không về đâu. Hai má con với nhau đâu thể giận nhau lâu. Anh biết là dì Sang không có trách em đâu. Dì ấy muốn tốt cho em cho nên mới la em. Nếu như có thời gian thì về thăm dì ấy đi. Tôi nói cho anh biết, nếu như anh còn muốn cưới tôi thì anh biết phải làm cái gì. Còn nữa nha, đừng nói là tôi không nhắc nhở anh. Nếu như không có tôi, anh chẳng đáng giá một xu.